Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi gặp vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta vẫn sẽ là mang thai. Sống cứ thế vận hành, bao giờ lao sẽ mới khiến tính xuất thế xanh. Đôi khi coi này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Sinh ra ta mới sâu cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mặc kệ ta cứ sống và vì chúng ta là chị em một nhà. We fly. You are fine. Nếu muốn sống là đồng ý, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì mình sẽ ngồi cạnh bên nhau. Lâu đi em. Nè em coi tháng này nè, không có một bóng người luôn. Giờ sao bà? Mà làm gì không đi đứng đàng hoàng, núp núp nhìn hèn hạ quá vậy? Núp chờ thời. Mà đứng im đó đi. Rồi đi vô trong đi em. Mũi cắn à. Hay đi về đi. Về cái gì mà về? Bà cứ sồn sồn hoài. Thời tới rồi. Lên. Chưa được chưa được chưa. Rồi. Ê, 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 ê. Anh Khang. Ủa em. Tới rồi hả? Anh tới sớm vậy? Bà Kim. Chắc là làm việc mệt lắm. Ừ. Anh đang làm gì đó? Ừ, đang làm gì nè. Vậy là ông Khang là người yêu của bà. Đi về. Bà có sao không? Anh Na, quay xe. Bỏ cái tay ra. Mấy cái đồ ăn thịnh soạn này chỉ dành cho bồ chị Kim thôi, rõ chưa? Thì tôi biết rồi. Bồ của chị hai tôi thì sau này cũng là anh rể của tôi thôi. Nuôi ăn miếng có sao đâu. Em nói vậy đúng không chị Nu? Bà bị gì vậy? Bộ tôi nói gì sai hả? Nỗi khổ của người FA đấy. Em lớn lên sẽ hiểu nè. Alo. Bà về chưa? Gì? 15 phút nữa hả? Không không, tụi tôi nấu rồi. Đang nấu luôn á. Về đi nha. Tí nữa canh nấm sôi, bỏ miếng hành, múc ra tô rồi mày bưng ra bàn giùm chị nha. Hiểu không? Trời ơi, chị còn có 15 phút nữa để mất cấp thôi. Chị không có thể nào xấu được. Nha, giúp chị nha. Nha hai đứa. Dạ, dạ. Còn 15 phút mà. Trời ơi, bà làm gì đi đón chồng bà không bằng ấy. À, ủa, mà nãy chị Lily nói gì chị nhớ không vậy? Hả? Dặn gì đó. À, chị nhớ mà. Cái gì mà nó canh rồi bỏ hành. Thank you.
thôi. Túm lại là nấu canh xong rồi nêm nếm ý mà. Để chị. Ok, xong rồi đó. Rồi giờ sao? Thì giờ nêm nếm rồi múc là tô thôi. Yêu, em thấy hơi mặn á. Nhưng mà chị thấy hơi nhạt. Hơi mặn thiệt mà. Cái thằng này, mày phải nghe chị chứ, hơi nhạt. Để chị nêm một nêm cho. Rồi. Ôi, mặn lè à. Rồi sao? Thêm nước. Được chưa, được chưa? Giờ chị lại thấy hơi nhạt. Nhạc thiệt á. Để chị thêm một nêm. Mặn nữa rồi, thêm nước. Thêm một nêm. Thêm nước. Thêm một nêm. Nó tàn rồi, giờ sao? Em nghĩ là mình nên thay cái nồi mới á. Xong chưa? Canh nấm đâu? Là sao? Hôm nay mình chỉ có ăn lẩu nấm nha chị. Mọi người, chị Kim, mọi người ở trong bếp nè. Giới thiệu với cả nhà, đây là anh Khang, người yêu của Kim. Anh, đây là các bạn cùng phòng trọ với em á. Hello anh Khang. Chào mọi người. Hello anh. Ủa, Nu. Chào anh. Ủa, hai người biết nhau trước rồi hả? Tôi hay đi quán cà phê chỗ ảnh làm á. À, biết nhau trước thì tốt. Thôi anh Khang, ngồi xuống đi. Ngồi đi anh. Công nhân người yêu chị Kim đẹp trai thôi đó. Anh rể tao đó. Và tôi không chấp nhận là khách hàng của mình bị sàm sỡ như vậy. Alo, Nếp hả? We fly.
chùa Phái.